chào mọi người, mình là Lan. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, mình đi chơi mọi người. Kia đẹp kia, bình luận nè. Nhanh đấy mà thầy anh ơi, mình nhau được 5 ngày rồi anh lần nào percent thì lui lần nào rạc là làm em này mình quen nhau được 5 ngày rồi anh đừng đi tận cái này nha bật chưa tắt được lại thôi tắt con ấy là percent luôn ấy phải liên tục lỡ lúc chụp tươi rồi cả răng lẹ tươi thế này là mọc một to rồi tháo mình bà này rất là cô đơn mọi người ơi, bà này bị Covid-19 vô rồi rất là cô đơn, ngồi một mình. Ở đây không có máy bay em ơi. Thật đi. Hãy yêu một mình em thôi. Sự hơn phải cánh ngạc quẩn mà. Quẩn mà. Em lệ. Em ạ. Chúng ta đã thay. Toàn là cái chồng yếu quan sát như mặt thẳng. Coi như tay. Vừa đẹp vừa anh ơi cái quay học trường đi kìa. Đó. Kiểu bấm cho nắm tay đi. Không, kiểu nắm tay thôi. Nắm đi em. Sợ gì người yêu mình yêu chết chết mình yêu. Đúng xem. Tâm qua cái bấm máy kèm nó ra đó. Đúng rồi. Đẹp này. Tốc đẹp phải cho. Lít thằng bảo ở trên tên. Đấy, nhà nó đẹp. Đúng rồi. Đừng có tụi mà bật kín đi. Lời lặng ổ gì. Chị nhà bật vai á. Hello xin chào mọi người. Ngã trào đi hàng hôn đẹp. Hay là cây cầu đẹp. Đi thâu mai hả? Tha tìm luôn đi. Thả tim trong người yêu của tôi. Người yêu của tôi á.
ดดไงนั่นแหละตานี่หลับย้ำดัดน้ำดึงแต่เซนปิดหลังไผ่เสียมกี่ hôm nay anh em mình đi chơi đó tay sen đây là diễn viên chính và diễn viên chính đó sen sen đây chưa bài sen đừng lo em đừng lo ta đâu anh đừng có lo anh chỉ yêu mình em thôi mà đừng móc ơi ta lựa cỏ này nhớ này từ từ nó mới ra chẳng hạn chứ đừng có lo lui lang dekat Praha keunya tak kuat memang tiu nyau gaul le gila le mai deh ni quay lo quá mọi người ơi bắt đầu không sao đâu em đừng có lo anh chỉ yêu một em mà chỉ yêu mà mang hết tao quay rớt rớt lại bố hai ơi gần gần giờ làm lại ông hẹp car ông ví dụ ông đang hẹp tâm răng em ơi ông ví dụ là ông hẹp ông càng ít nhau tình cảm đấy cứ lệ tôi càng đi tốt rồi càng tình cảm càng tốt vợ ơi vợ ơi tôi vợ ơi vợ ngốc cả tôi em ngốc cả sao anh đi yêu người khác được em đẹp thế này cơ mà sao anh lại bỏ em được anh không bỏ em đâu anh chỉ yêu mình em mà thôi anh sẽ yêu hết cuộc đời này sẽ yêu một mình vợ mà thôi ngốc quá Hello, xin chào các bạn và ngày hôm nay là mừng 4/30 nhá. Và chúng tôi bắt đầu đi chơi đi làm vlog các bạn tại sông Pa ở trên cầu sông Pa đấy. Mong các bạn hãy theo dõi video này nha. Còn đây là anh hậu trưởng quay phim diễn kịch bản rất là hay luôn đấy. Shorty bữa nay ông lưu lưu cho gia đình ông. Xin chào tất cả mọi người. Bữa nay thì ghi đau ốm rất là nhiều mọi người nên là khuôn mặt của ghi cầy và đôi mắt của ghi ngày hôm nay thì rất là đau nên ghi đi chơi với các bạn đi qua sông Ba. Xin là anh em sẽ gặp những người bạn của mình. Mong rằng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ ghi và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem video của ghi nhá, để ghi có thể có động lực vì cuộc sống của ghi hàng ngày á, vì ghi đam mê phim nên là ghi phải sẽ bước theo cuốn phim và làm vlog cho tất cả mọi người. Hello mọi người. Còn đây tôi sẽ giới thiệu nhà của ghi nhá. Đây là nhà chất của anh ghi cho đấy. Hồi xưa là ghi ở trong đây đấy, rất là nghèo lắm này các bạn. Nhà của ghi ấy, nhà của hiện tại là ghi không ở đây. Khi người nhà nó ở trên đèo kia. Đây là nhà cốc và nhà ba của kia ấy. Nhiều lắm. Đây là nhà của Sen đây. Nhà của Sen đây này. Mình coi đi. Đấy. Nhà của Sen là nằm đo hết bên trong, chân bên ngoài trời. Đây các bạn đi nhá.